Đâu bố đâu, con nói bố ở ngoài, bố đâu? Con có biết chú là ai không? Không biết sao con dám đi theo. Con có sợ chú không? Sao con dám đi theo chú? Bố con dặn con sao? Nếu có người nào tới, người lạ tới á, người lạ tới thì con có đi theo người lạ không? Không được đi theo nha. Con chỉ đi với bạn Sĩ Trâm thôi nha. Hứa đi. Chỉ đi theo bạn Sĩ Trâm thôi nha. Không được đi với người lạ đúng không? Sao con đi theo người lạ vậy? Giờ bắt cóc con nha. Giờ bắt cóc con nha. Con có biết chú là ai không? Sao con đi theo bố vậy? Con không nghe lời bố dặn rồi đúng không? Hôm nay đã học một bài học mới, là phải nghe lời bố mẹ dặn. Bố giả làm chú bảo vệ á? Sao con biết là bố? Con nhìn vô cái gì? Con nhìn vô cái mắt bố đi thôi. À, nhìn vô cái mắt kính của bố. Con nghĩ là bố hả? Hồi nãy ở trên lầu người đó dẫn con xuống dưới lầu, con cũng đi theo luôn. Vậy là con quên lời bố dặn rồi, đúng không? Mai mốt mình đi chơi, mình phải đi theo bố mẹ. Con đã nhớ bài học hôm nay chưa? Mới đầu anh tiếp cận là anh cũng nhận ra, anh hỏi là bố hả? Bố anh lo quá, anh chạy đi chỗ khác, tìm cách tiếp cận theo một cách khác. Rồi dẫn xuống lầu, anh cũng dẫn mình lên trên lại. Chắc là cũng có một chút nghi vấn hay gì đó. Mình lại tiếp tục thuyết phục. Không, con đi với chú đi, chú dẫn đi tìm bố. Thế là anh đi theo. Bun là một cậu bé có cảm xúc rất là mạnh. Nhưng mà khi mà bị thuyết phục về cảm xúc rồi thì dễ bị ngã, dễ bị nghe theo. Phải cố gắng khắc phục cái điều này cho bé. Ủa, cái gì vậy? Con biết đây là ai không? Biết đây là ai không? Con gặp rồi, con đã gặp rồi. Nhưng mà đây là ai? Ba con đâu? Ba con hả? Ba con đi mua đồ rồi. Con đi mua đồ hả? Chứ Tâm nghĩ là ba Phong ở ngoài kia kìa. Cô dẫn Sĩ Trâm ra ngoài tìm ba Phong đi. Sĩ Trâm, đi với cô nha, cô dẫn đi nha. Đi theo luôn. Tại vì có người quen nhìn có thể là nó tin cậy hơn. Ba con ở đây nè. Bác Phong không thấy được. Sĩ Trâm ơi, Sĩ Trâm. Có khi nào ở ngoài đường không ta? Ba ơi, ba đang ở đâu? Sĩ Trâm ơi, ba đây nè. Sĩ Trâm lạc mất ba rồi. Đó, thấy chưa? Hồi nãy Bun mới dặn Sĩ Trâm không có được đi lạc mà. Bác Phong ơi, ba đây nè. Ôi trời ơi, đâu ta? Bác Phong ơi, con muốn biết người này là ai thì con phải mở khẩu trang, mở mũ ra ha. Ba, ba con. Phải không? Ba con có tóc dài không? Không. Đó. Con thấy làm sao? Lại cô nói nè. Lại cô nói nè. Ba bị bắt cóc hả ba? Ba bị bắt cóc hả? Ba bị một con thỏ màu xanh nó ác lắm, nó có răng nanh nó bắt ba đó. Thỏ đâu có bắt cóc, chỉ muốn mời hai ba đi dạo một vòng thôi mà. Đừng nói thỏ ác nha. Sao ba bị bắt cóc rồi? Nói giải thoát ba nha, Chí Quân. Dạ. Chí Quân đi đến đâu rồi Chí Quân ơi? Con tới cái chỗ con chơi bập bên đó, chơi cầu tuột đó con. Vậy sao tụi nó tìm được trời? Thấy chưa Chí Quân?
con nít là thấy màu sắc thì thấy thỏ thích lắm, để cho ba nó bị muỗi cắn chết luôn. Ủa mà thỏ dẫn tôi qua đây mà phải không? Dẫn đến đây thôi, mình sẽ ra hiệu cho con lại đây cứu mình. Cũng có thể là không nghe theo hiệu lệnh của ba mà lại cứu đâu, cũng có thể đứng chơi giờ.